giới lâm quanh khoảng hơn 400. Thì quý anh chị nghĩ ngay ra một xe gì? Chỉ có là hatchback hạng A, sedan hạng B. Ví dụ như con AJ đó, em có lên clip á thì quý anh chị lướt trên kênh em xem thêm nha. Nhưng mà hôm nay em mang đến cho quý anh chị với bốn chỉ hơn 400 củ khoai thôi, hơn 400 triệu xíu. Quý anh chị có nghe một xe 7 chỗ số tự động nha. Và đặc biệt là động cơ 2.0. 7 chỗ không phải là động cơ 1.5 nha quý anh chị. Động cơ 2.0 đối với những xác xe này á, đi nó rất là khỏe. Đấy, quý anh chị đi vận hành thoải mái luôn, không có sợ bị ì ọt xe gì nha. Đấy, và đặc biệt là cái con xe đi gia đình chuẩn Odo nha quý anh chị. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Kia Rondo đời 2016 bản GAT số tự động nha. Số tự động bản này là bản xăng. Đấy, đi chuẩn Odo đời 2016 đến nay mà đi 35.000 km thì quý anh chị có tin được không? 7 năm, 7 năm đi 35.000 km. Thì tính ra mỗi năm đi 5.000. À 5.000, hơn 5.000 xíu. Nếu như quý anh chị kiểm tra xem cái chất lượng xe Odo xe thì có tu hay không thì quý anh chị mời quý anh chị lên cửa hàng bên em 642B quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức kiểm tra cái chất lượng xe. Kêu chị mới nói có đúng như cái tình trạng Odo này không thì mời quý anh chị lên kiểm tra xe nha. Đấy, bên em cam kết bằng giấy tờ rõ ràng cho quý anh chị luôn. Mẫu xe phải nói là xe chùm mền, chủ đi giữ cực kỳ kỹ. Đấy, thời điểm đó mua xe này rất là mắc mà lỗ hơn nửa tiền, chùm mền ở nhà thôi lỗ lỗ rất là nhiều tiền. Hiểu anh chị nên cân nhắc chọn xe này nha. 7 chỗ phải nói là rất là êm ái luôn, bị số 61 ở Đồng Nai. Thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc nha. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý, 4 phanh đĩa trước sau đầy đủ, một cam lùi 4 mắt cảm biến nha. Đấy anh chị xem, một cam lùi 4 mắt cảm biến đầy đủ, có cho mình luôn cái thảm sàn nè 5D rất là sạch sẽ, trần 5D. Đấy, mấy anh chị kiểm tra ốc ác kêu chị mới nói là thường thì những xe này Odo như vậy á, thì em phải quay chi tiết cho quý anh chị xem. Đấy, động cơ 2.0 thì cho ra công suất khoảng 150 mã lực, lâm quanh mức hao nhiên liệu 8 lít 7 ngoài 6 lít 9 ở ngoài đô thị, 8 lít 7 đường kết hợp và 11 lít 8 đường trong nội ô nha. Đấy, động cơ 2.0 thì có thể là cao hơn hẳn xíu so với động cơ 1.5, nhưng mà đối với cái xác xe này thì nên chọn động cơ 2.0 nè, tại vì nó đi nó thoải mái hơn, đi nó vận hành nó êm ái hơn. Động cơ 1.5 thì đi đủ tải rất là ì dập luôn nha. Đấy, nhưng mà con xe này mới nói là đi rất là mượt, rất êm. Cỡ gió điều hòa hàng ghế thứ hai, quý anh chị xem kiểm tra tình trạng ghế này có đúng chuẩn Odo hay không. Đấy, ghế dao màu kem màu nâu. Đấy, hối hai màu rất là sáng, rất là sạch sẽ luôn. Có nhược điểm nhỏ trên con xe này thì hàng ghế thứ hai thì nó nhỏ đủ cho chị em trẻ nhỏ người thôi chứ nó không rộng rãi nhiều. Đấy, có một nhưng mà đi lại 5 người thì thật rất là thoải mái vô tư luôn. Hàng ghế thứ ba, à hàng ghế thứ ba thì nó hơi chặt hơn xíu nha. Đây, cái phần đặc biệt đây quý anh chị. Bảo trì bảo dưỡng full lịch sửa hãng luôn nha. Đấy, tầm mốc tiếp theo là 32.000 km thì đã đi 35.000 hơn xíu rồi. Thì quý anh chị về nên kiểm tra bảo dưỡng lại nha. Bảo dưỡng tại thành phố Cần Thơ, Kia Cần Thơ. Thì cái xe này là em báo chính xác cho chị quý anh chị luôn, là xe này hai đời chủ nha quý anh chị. Đây, hai đời chủ. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu nè. Em mở Odo kiểm tra cho quý anh chị xem. Đấy, số tự động đi rất là nhàn nhã, rất là tiết kiệm luôn. Vận hành thì cực kỳ êm ái. Đây, quý anh chị kiểm tra xem. Odo chuẩn 35.938 km nha. Đấy, quý anh chị xem cái chắc xe nè, phải nói là rất là ken, rất là cọp luôn, lẫy số sau vô lăng luôn nha. Đấy, chỗ đồ vui cần tròn ra tự động đầy đủ luôn. Màn hình zin theo xe thì thường thì mấy màn hình này zin này xài cơ bản không quý anh chị, có navigation, bản đồ dẫn đường đồ đầy đủ nha, xem phim lướt web nghe nhạc kết nối bluetooth đồ đầy đủ luôn, vô tư thoải mái dùng. Đấy, tổng thể con xe 7 chỗ giá mềm vì nó không có cần đòi hỏi gì nhiều luôn, quá là ok luôn. Đấy, nên cân nhắc chọn xe nha. Đặc biệt là điều hòa hai dùng luôn nha quý chị, điều hòa tự động hai dùng luôn nha, cam hành trình cruise control nha, tự động đầy đủ luôn. Thôi không làm quanh nha, em đi vào chi tiết máy để cho quý chị kiểm tra xem nha. Đấy, rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo và khối động cơ 2.0 cho ra công suất khoảng 150 mã lực, đi rất là khỏe luôn. Quý chị xem đời 2016 đến nay ốc ác keo chỉ nè, còn tán nè, dây cua ro đang quay nè, nổ cực kỳ êm luôn, có đúng chính xác là như em cam kết không. Đấy, tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay anh chị luôn, xe không đâm đụng tai nạn thì kết hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tải thẳng đồng quá. Nếu như anh chị xem được video của em á
chỉ cần cọc trước giúp em tầm 10-20 triệu thôi, bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, kiểm tra tách hãng đầy đủ bên thứ ba rồi hấp full tiền nha. Đây bên em bán xe thì cam kết bằng giấy tờ văn bản rõ ràng, không phải bán nó miệng nha anh chị. Kho bãi bên em gần 60 xe, cam kết rõ ràng, bán uy tín từng chiếc xe một chứ không phải mà nói miệng chơi nha anh chị. Đấy thì lên coi nhé, alo cho em rất sớm nha. Rồi tổng kết lại luôn, trước mắt anh chị đây là một con Kia Rondo đời 2016 đi 3,5 vạn, giá lâm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 400 thôi. Anh chị có nghe, một xe 7 chỗ số tự động, rộng rãi thì không phải bàn này, chỉ có hàng ghế thứ hai thôi, hàng thứ ba thì hơi chặt hơn xíu, động cơ khỏe, vận hành êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, nhưng mà xe này thì nó có mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn một xíu nha, mình chấp nhận, tại vì xe đi nó khỏe hơn, nó đi không có bị dập hơn so với động cơ 1.5 thì chấp nhận cái mức tiêu hao nó cao hơn một xíu, không có đáng kể bao nhiêu. Và đặc biệt đối với hiện tại tình hình giá xăng nó rẻ hơn với giá dầu. Em có rất là nhiều khách hôm trước thì hỏi con RS nè, máy dầu xong về chở đi chở phụ nữ, chở chở vợ, chở chở bà đi, xong các chị em phụ nữ chê, xong hiện tại đang có nhu cầu đổi sang một máy xăng thì nên cân nhắc chọn xe máy xăng nha. Đấy, xe này Fortuner 2012 máy xăng 2.7V vừa về là chốt ngay. Hiện tại nói máy xăng rất là im nha quý chị, không có sợ cái mức tiêu hao nhiên liệu gì nhiều nha. Đấy thì nên cân nhắc chọn nha, tại vì nó im đi, nó mặc dù nó hao hơn nhưng mà nó đi nó im hơn, giá thì thành thì nó không đáng kể là bao nhiêu, thì nên cân nhắc nha. Đấy rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha, nhớ cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn thì xe nào thì cứ lô cho em rất thoải mái nha. Từ 5 chỗ nè, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tàu, đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 60 đầu xe để phục vụ quý anh chị có xe đi giàu ngay nha. Đấy, nhớ nhanh tay alo chụp đất sớm nha, số điện thoại em là 0889922878 trên màn hình cho quý anh chị xem á. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã qua tập theo dõi nha, bye bye quý anh chị nha.